Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip buổi sáng ngày hôm nay, Việt Vinh giới thiệu đến anh em cục đẩy công suất của hãng Rotel. Và nó có model là RB970BX. Rotel là một thương hiệu của Anh Quốc. Và như em đang nhìn thấy trước màn hình thì cục đẩy công suất Rotel 970BX này, nó chạy mỗi một vế là 4 sò than. Tức là cục đẩy công suất này nó chạy tổng cộng là 8 sò than. Và tụ lọc của nó là mỗi một vế là 2 tụ lọc của hãng Rotel. Về nội thất của cục đẩy công suất Rotel RB970BX mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em, nội thất của nó còn nguyên zin của nhà sản xuất. Anh em nhìn những cục đẩy công suất đến từ Anh Quốc và những chiếc âm ly đến từ Anh Quốc, anh em nhìn họ thiết kế rất là đơn giản và rất là văn minh. Chúng ta phải nói như vậy, họ thiết kế rất là văn minh. Mọi cái rất là đơn giản thôi, nhưng mà đánh loa rất là hiệu quả đấy anh em. Và cục đẩy công suất Rotel RB970BX này, anh em ghép vào những cặp loa Buxell, anh em sẽ thấy rằng cục đẩy công suất này nó thể hiện rất là xuất sắc khi mà chúng ta ghép vào những cặp loa đó. Đặc biệt chất âm của dòng Rotel, như tất cả chúng ta đều biết, chất âm của nó rất là mộc và nó lợi giải chung. Anh em nào mà yêu thích giải chung thì chúng ta có thể dùng những cục đẩy công suất của Rotel, những chiếc âm ly của Rotel, thì nó sẽ đáp ứng được những cái yêu thích của anh em. Nguồn điện của nó chạy là nguồn điện 230V. Cục đẩy công suất Rotel RB970BX này, nó có thể đánh được cầu mono. Đây là cổng tín hiệu đầu vào từ rè, chúng ta kết nối vào đây. Còn đây là loa, cầu loa. Cầu loa thì chúng ta có thể dùng rắc bắp chuối hoặc là rắc mỏ chim. Và trở kháng đánh loa của nó là từ 4 đến 8 ohm. Vì vậy anh em có thể đánh được những cặp loa đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật. Số serie của cục đẩy công suất Rotel RB970BX này, số của nó bị mờ phần đuôi rồi. Số đầu thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là số 42. Chúng ta có thể gọi nôm na là cục đẩy công suất này có số serie là 42. Hiện tại thì Việt Vinh đang ghép cùng cục rè Rotel 960BX. Còn đây là phần mặt trước của cục đẩy công suất Rotel RB970BX. Khi nào mà chúng ta bật chế độ đánh cầu mono thì cái đèn này nó sẽ sáng. Anh em nhìn chỗ này nó hơi bị xước sơn một tí anh em nhé. Đấy, xước sơn hơi bị cấn cấn một tí. Đấy, một tí xíu ở trên này. Nếu mà chúng ta nhìn khoảng cách khoảng tầm 30cm thì chúng ta không phát hiện được. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nghe qua chất âm cục đẩy công suất RB970BX của hãng Rotel khi mà Việt Vinh ghép cục rè cũng của hãng Rotel và có model là RC960BX. Thank you.
Anh em vừa nghe qua tải công suất RB970BX khi mà Việt Vinh ghép cùng cục rề cũng của hãng Rotel 960BX, nó thể hiện rất là xuất sắc. Và như Việt Vinh nói lúc đầu, cục đẩy công suất này nó rất thích hợp ghép vào những cặp loa Buxell. Anh em nào mà thích nghe giải chung, mộc mạc thì anh em có thể dùng cục đẩy công suất Rotel RB970BX này để ghép vào. Và giá bán của cục đẩy công suất RB970BX này, Việt Vinh bán với giá là 3.500.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ, Việt Vinh thân ái xin chào tất cả anh em.